Xin chào các bạn, mình là Trang, nhân viên cửa hàng xe máy An Thành Phát ạ. Hôm nay mình đang đứng ở tại cửa hàng ở Tân Yên, Bình Dương để review cho các bạn một dòng xe hot nhất của hãng Honda. Đấy là dòng xe SH, đây là dòng xe cao cấp nhất hiện nay ạ. Bên mình thì có đầy đủ các màu zin và màu 3D. SH thì nó có hai dòng, đó là dòng 125 và 150 ạ. Hiện tại thì bên mình có đủ cả hai ha. 125 thì nó có hai phiên bản thắng CBS và phiên bản thắng ABS ạ. Phiên bản thắng CBS thì màu zin thì nó có 3 màu. Đó là màu trắng, màu trắng, màu đen bóng và màu đỏ bóng. Thì hiện tại cửa hàng Trang đang trưng màu đỏ bóng và các màu 3D ha. Thì màu zin của em SH 125 bản CBS thì có giá chỉ từ 81 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ ạ. Giá này đã bao gồm VAT đầy đủ và các bạn nha. Chỉ còn thiếu mỗi biển số là các bạn có thể ra giá xe lăn bánh rồi ạ. Thì ngoài các màu zin thì bên mình có độ thêm như là màu xám xi măng, màu hồng và màu đen nhám. Ba em này là ba em cửa hàng Trang đã độ sẵn màu ha. Màu 3D thì chỉ việc cộng thêm khoảng là 5 đến 6 triệu cho một em SH màu 3D ạ. Thì giá của em SH màu 3D nó dao động từ khoảng tầm 80, 87 đến 88 một chiếc ha. Đối với bản CBS 125 thì các bạn chỉ cần trả trước cho Trang 15 triệu. 15 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ rồi ạ. Thì bên cạnh bản CBS thì bên mình có bản ABS. Bản ABS 125 thì có giá chỉ từ 96 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ ạ. Các như màu của một xe của 125 CBS thì một ABS thì nó cũng có màu tương tự như bản CBS ha. Thì bên cạnh cái dòng 125 thì có một đời dòng cao cấp hơn, đó là dòng 150 ạ. 150 thì bên cửa hàng Trang cũng có đầy đủ màu zin và màu 3D. Màu zin của nó cũng là màu trắng bóng, màu đen bóng và màu đỏ bóng ạ. Thì đối với các em màu zin bản CBS của 150 thì chỉ có giá là 98 triệu thôi. 98 triệu một em 150 bản CBS các màu zin của SH ạ. Đối với các màu zin thì của dòng CBS thì trả trước cho Trang khoảng tầm 30 triệu là có thể lên hồ sơ rồi nha. Bên cạnh các màu zin thì bên Trang cũng có hai em bản đặc biệt, đó là bản đen nhám đặc biệt. Đen nhám đặc biệt thì có giá chỉ từ 124 triệu thôi ạ. Ngoài bản đặc biệt này thì ra thì bên Trang cũng có các màu như là trắng, đỏ, đen bóng của bản xe, bản ABS ha. Bản ABS thì có giá chỉ từ 119 triệu thôi. Rất là rẻ đúng không ạ? Giá này đã giảm so với tháng trước khoảng từ 3 đến 4 triệu một chiếc rồi ạ. Và cuối cùng thì bản 150 bản ABS phiên bản thể thao màu xám xi măng ạ. Màu này thì có giá là 124 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ ạ. Ngoài các màu zin cửa hàng đang trưng thì các bạn muốn độ thêm các màu 3D gì thì chỉ cần nhắn tin qua Zalo cho mình thì mình có thể hỗ trợ tư vấn và lên các màu xe theo tùy thích của mỗi người ạ. Thì đối với dòng SH thì trả trước cho Trang tầm khoảng 30 đến 40 triệu tùy phiên bản ha. Thủ tục gốc thì đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân, căn cước công dân kèm theo bằng lái xe, hộ khẩu gốc và bảo hiểm y tế doanh nghiệp thôi ạ. Hồ sơ thì duyệt nhanh chóng, chỉ mất 15 phút là có thể nhận xe ngay sau khi làm hồ sơ ạ. Bên cạnh SH thì bên Trang có rất nhiều dòng xe đời dòng xe giá có thể ổn định hơn một xíu á. Đấy là dòng xe AB ạ. AB thì bên mình cũng có 3 dòng. Đấy là dòng 125, 150 và 160. AB thì rất phù hợp cho những người từ độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi ha. Thì tầm tuổi này thì đi AB thì nó sẽ vừa thấp và cái dòng này thì rất là lợi xăng ha. Ăn rất ít nhiên liệu luôn. Hiện tại giá xăng thì đang cao ha. Nên là mình lưu ý nên là để chọn mấy dòng Honda. 125 thì bên Trang có ba phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản limited giới hạn. Phiên bản tiêu chuẩn thì có hai màu chủ đạo, đó là màu đen đỏ đen và màu xanh đen. Thì hiện tại cửa hàng cũng diện tích khá là chật ý, nên là bên mình chỉ trưng được mỗi mẫu một dòng xe thôi. Thì hiện tại đây là màu chiếc đỏ đen phiên bản tiêu chuẩn 125 ạ. Giá của em nó chỉ từ là 44 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi nha. Chiếc này thì bên mình có hỗ trợ không trả trước luôn, hoặc là có thể trả trước cho Trang khoảng 2 triệu là có thể nhận xe ngay trong ngày rồi. Thủ tục góp thì đơn giản giống như là chỉ cần chứng minh và căn cước công dân thôi ạ. Bên cạnh 125 thì bên mình có dòng 150 ạ.
150 thì bên mình có hai phiên bản, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản giới hạn. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó có hai nó có các màu màu đỏ và màu xanh. Còn ngoài ra thì có một phiên bản giới hạn, hiện tại cửa hàng Trang đang trưng là một em giới hạn phiên bản 150, dòng xe 150 đó là giá chỉ từ giá của em này chỉ từ là 58 triệu, đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Giá này là đã bao gồm VAT đầy đủ rồi các bạn nhá. Đây là một phiên bản giới hạn của 150. Ngoài ra thì bên mình có một em 160, 160 thì cũng có hai phiên bản, như là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản giới hạn. Phiên bản tiêu chuẩn thì giá chỉ từ 53 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Đối với phiên bản giới hạn này thì có màu xanh xanh xi măng. Màu này thì có giá là chỉ từ 57 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Ngoài cái em phiên bản giới hạn thì bên Trang có thêm một em tiêu chuẩn 160. 160 thì phiên bản tiêu chuẩn nó rẻ hơn bản giới hạn, nó chỉ có mỗi là 53 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Thì ngoài các màu ở đây ra thì bên Trang có hỗ trợ độ các màu 3D và nhiều màu mà bên mình chưa có thể trưng hết được ấy. Thì các bạn chỉ cần việc alo qua Zalo của mình 0373699333 là mình có thể hỗ trợ các bạn lên những màu tùy thích và gửi cho các bạn xem hình ảnh cụ thể ạ. Bên cạnh AB thì cũng có một em hot, bên cạnh AB thì có một em hot hơn, đó là em SH nữ, SH mod. Như các bạn có thể hơi thấp như mình một xíu thì các bạn nên lựa chọn SH nữ ha. Thì bên mình có một em đời 2020, hiện tại đang trưng ở tại cửa hàng luôn. Đây là đời này rất là hiếm luôn, bây giờ đã bỏ mẫu rồi nên là chỉ còn một chiếc thôi ạ. Một chiếc này bên Trang đã lên sẵn màu 3D ạ. Màu này là màu xám xi măng có kết hợp với màu đen ha. Màu này cửa hàng Trang có giá là 70 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Ngoài một em 2020 phiên bản màu 3D thì bên Trang có sẵn đời 2022, đó là em SH mod đời 2022 bản thời trang á. Bản này là bản thắng xe BS ạ. Thắng xe bản SH mod đời 2022 thì có hai phiên bản, bản thắng xe BS và thắng ABS. Thì đối với thắng xe BS thì có hai màu chủ đạo, đó là màu đỏ đen và màu xanh đen ạ. Hiện tại cửa hàng Trang đang trưng là màu đỏ đen ạ. Màu này rất là đẹp luôn, sang trọng và nhìn rất là bền màu ấy ạ. Thì màu này có giá chỉ từ là 67 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Đối với em này chỉ cần trả trước Trang 15 triệu là có thể lên hồ sơ rồi ạ. Bên cạnh mà thắng CBS thì bên Trang sẽ có thắng ABS nữa, cùng có 4 màu, màu đen, màu bà xám bạc, màu cũng là màu đỏ và màu xanh luôn. Thì đối với em thắng ABS thì có giá là chỉ từ là 79 triệu cho một em thắng ABS ạ. 79 triệu này thì các bạn trả trước cho Trang khoảng tầm 25 đến 30 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi làm hồ sơ ha. Thì đối với bên cạnh cái SH Mod thì bên Trang có trưng thêm các em Vision ha. Vision là cái dòng xe mà hiện tại đang được quan tâm nhất thị trường hiện nay. Vision bên mình thì có 4 phiên bản ạ, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản cá tính. Hiện tại Trang đang đứng ngay tất cả các đầy đủ phiên bản của cửa hàng ha. Thì bên đối với những em màu 3D này thì bên mình cũng có lên sẵn một số chiếc ha. Nhưng mà ngoài ra thì các bạn muốn lên màu gì thì alo Trang ha. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì phiên bản màu có bên mình có màu trắng đen ạ. Màu trắng đen này có giá là chỉ từ 35 triệu thôi. 35 triệu này đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Hỗ trợ không trả trước hoặc là trả trước 2 triệu thì có thể nhận xe ngay sau khi hồ sơ ạ. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn thì là có phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì nó có hai màu, đó là màu đỏ đô và màu xanh đen bóng. Đối với hai em này thì được trang bị khóa smart key và hai màu đấy là hai màu chủ đạo đen và xanh. Thì giá của em nó chỉ có mỗi 37 triệu thôi. 37 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Còn phiên bản thứ ba, phiên bản xanh đặc biệt, xanh xám đặc biệt. Thì hiện tại cửa hàng Trang cũng khá là chật như các bạn đã thấy ạ. Nên là mỗi mẫu thì bên mình chỉ trưng được một vài cái thôi, còn là trong kho thì rất là nhiều luôn. Màu xanh xám đặc biệt thì giá là chỉ từ 38 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Và một em được hỏi nhiều nhất đó là em cá tính. Đây anh có thể dọa cho các bạn xem màu cá tính. Màu cá tính này là màu xanh xám, màu xanh xi măng ạ. Cá tính thì có hai màu là màu đen nhám và màu xanh xi măng. Thì bên mình đang trưng màu xanh xi măng. Màu này thì đối phiên bản này thì nó sẽ cao hơn phiên bản thường một xíu. Đó là thuộc vào bánh dòng cao hơn ha. Chủ đạo là màu xanh và màu đen. Được trang bị khóa smart key, giá chỉ từ 39 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ.
cả hai màu là màu đen và màu xanh xi măng giá như nhau ha. Thì đối với em này trả trước cho Trang khoảng tầm 4 triệu là có thể lên hồ sơ và nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Thủ tục thì đơn giản, chỉ vẫn mất 15 đến 20 phút là có thể nhận xe ngay trong ngày rồi ạ. Chỉ cần chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu gốc hoặc cầm theo bằng lái xe ở hiểm y tế doanh nghiệp là các bạn có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Ngoài các màu ngoài các màu zin thì bên Trang có thêm những màu 3D như là màu xám xi măng này. Rất là hot luôn ạ. Các màu 3D chỉ việc khoảng cao hơn khoảng 1 đến 2 triệu tùy màu xe thôi ạ. Ngoài ra có hai màu em màu độ mũ màu ha. Độ mũ màu này thì bên Trang đã độ sẵn màu cam và màu xanh lá. Thì hai màu này thì khá là hot và nhìn rất là mát đúng không? Những cái màu độ mũ màu hoặc là các màu sơn 3D như này chỉ việc cao hơn, chỉ việc cộng thêm Trang 1 đến 2 triệu là có thể ra nhận xe luôn rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nhớ like kênh và chia sẻ cho mọi người biết để mình được mua giá xe giá rẻ nhất hiện tại nhá. Xin chào các bạn.